kinh tế hợp tác là tiền đề hướng đến nền nông nghiệp bền vững. Bắt tay nuôi trồng, sản xuất để tạo quy mô lớn thôi chưa đủ, mà sản phẩm làm ra cần tuân thủ các quy định về sản xuất sạch, bảo vệ môi trường. Những năm gần đây, nhiều đề tài khoa học công nghệ sau khi được nghiệm thu, chuyển giao đến nông dân trên địa bàn tỉnh áp dụng và dần lan tỏa đến những hộ dân xung quanh. Đây là mô hình trồng rau thủy canh trong nhà màng theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm, gắn truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ số của anh Phan Văn Úc. Với diện tích gần 200 m², trồng các loại rau ăn lá, mỗi ngày anh Úc thu hoạch 10 kg rau sạch cung cấp ra thị trường với giá 40.000 đồng một ký, trừ chi phí anh lời 8 triệu đồng một tháng. Nói chung là mình thu nhập nó đều hoài, mình cứ thu cái này là mình sẽ hạt giống kia mình bỏ vô mình làm liên tục, còn truyền thống ngoài mình thu hoạch hết mình phải xử lý đất rồi mình phải cho đất nghỉ thời gian đó thì thời gian nó sẽ kéo dài hơn. Anh Đúc cho biết trồng rau thủy canh trong nhà màng phù hợp cho những hộ dân có diện tích sản xuất nhỏ. Rau được trồng đảm bảo an toàn vì không sử dụng các loại phun thuốc hóa học, người tiêu dùng ưa chuộng nên việc tiêu thụ thuận lợi hơn. Đảm bảo có rau cung cấp ra thị trường liên tục, anh Đúc chia nhà màng ra làm hai khu. Khu ươm này dùng để tạo cây giống. Khi cây giống lên đủ 3 lá thì di chuyển qua khu chăm sóc cho đến khi thu hoạch. Để tránh ánh nắng làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, nhà màng cần được lắp cảm biến theo dõi nhiệt độ. Khi nhiệt độ tăng từ 30 độ trở lên, cảm biến tự động kích hoạt máy phun sương tạo độ ẩm nhân tạo, giúp rau không bị héo và đảm bảo chất lượng khi đến tay người tiêu dùng. Mình cũng phải lưới coi cây cao phát triển làm sao, rồi mình đo đồng độ dinh dưỡng, mình phải hàng ngày mình phải ra mình đo cái dinh dưỡng cho nó. Nếu vượt ngưỡng quá thì nó cũng không được, còn thiếu quá thì cái cây cao cũng sẽ chậm phát triển. Mục đích của dự án là đưa cái chuyển giao cái công nghệ trồng rau thủy canh này cho người nông dân. Thứ nhất là từ cái khâu chăm sóc cho đến khâu thu hoạch, rồi bảo quản, bảo dưỡng cái hệ thống của nhà lưới, nhà màng này. So với lại mà cái hộ trồng rau bên ngoài thì đối với lại cái dự án rau thủy canh này đạt hiệu quả cao hơn gấp 2 lần tới 3 lần. Sắp tới đây, các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn thực hiện truy xuất nguồn gốc để người tiêu dùng yên tâm sử dụng. Mở nhiều cuộc hội thảo tập huấn triển khai đến những hộ dân có nhu cầu trồng rau thủy canh trong nhà màng nhằm đáp ứng sử dụng rau sạch của người dân cho bữa ăn hàng ngày.